đối thủ siêu chất của Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport gây sốc khi có giá chỉ 170 triệu đồng. Hãng Nissan chuẩn bị tung ra một mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới mang tên Manit, có giá bán hấp dẫn để cạnh tranh với các đối thủ như Honda HR-V, Ford EcoSport và Hyundai Kona. Tại Việt Nam, Nissan đang có các mẫu SUV là Nissan Terra, Nissan X-Trail. Đây đều là các mẫu xe thuộc dạng doanh số thấp trên thị trường và không thể cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Hyundai Kona, Ford EcoSport hay Honda HR-V. Vì lẽ đó, Nissan đã quyết định tung ra một mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới với tên gọi Nissan Manit. Chiếc xe này dự kiến sẽ mở bán vào tháng 8 tới. Dưới đây là những thông tin quan trọng về mẫu SUV này. Nissan Manit sẽ có ngoại hình khác biệt so với Nissan Terra hay Nissan X-Trail. Nó sẽ có khoảng sáng gầm xe lớn, vòm bánh rộng mạnh mẽ. Chiếc xe cũng sẽ có đèn chạy ngày LED, mâm bánh hợp kim. Nissan Manit sẽ có kích thước dưới 4m và dựa trên nền tảng CMFA. Nissan Manit 2020 dự kiến có những trang bị hàng đầu phân khúc bao gồm camera đỗ xe, nút bấm điều khiển trên vô lăng, công nghệ xe kết nối, màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và điều hòa tự động, cửa sổ trời. Về động cơ, vì là SUV cỡ nhỏ nên Nissan Magnite sẽ không có động cơ dầu. Thay vào đó, chiếc xe này trang bị động cơ xăng loại 1,5 lít giống như Nissan Kicks hay Nissan Duster. Động cơ này có công suất 105 mã lực, mô men xoắn cực đại 142 Nm. Nhiều khả năng Nissan Manit còn có thêm động cơ tăng áp 1,0 lít công suất 98 mã lực. Các động cơ sẽ đi kèm hộp số sàn 5 cấp, hộp số CVT hay hộp số sàn tự động. Theo Autocar India, Nissan Manit có thể có giá chỉ từ 57.000 rupee, tương đương 175 triệu đồng, để cạnh tranh về giá so với đối thủ. Nissan Manit 2020 dự kiến ra mắt vào tháng 8 tới và mở bán vào cuối năm 2020. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.